nga không kích cây cầu chiến lược ukraina tuyệt vọng trước tình thế nguy kịch Bộ trưởng Quốc phòng Nga gây chú ý khi lần đầu xuất hiện với quân hàm đại tướng. Tổng thống Zelensky chỉ trích Trung Quốc ảnh hưởng đến quan hệ châu Âu và Bắc Kinh. Iran gián tiếp đàm phán hạt nhân với Mỹ, các nước châu Âu gửi gắm nỗi lo lên IAEA. Trung Đông đứng trước nguy cơ gia tăng căng thẳng từ các cuộc tấn công vào Israel. chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. AVP thông tin, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã triển khai cuộc không kích ở vùng Kharkov. Sau đòn tấn công chính xác, cây cầu chiến lược của Ukraine ở khu vực Kupiansk, Uslovoy thuộc vùng Kharkov đã bị phá hủy. Mục tiêu bị tấn công bằng bom dẫn đường với các mô đun lập kế hoạch. Trước đó, một cây cầu tương tự của Ukraine cũng bị tên lửa KH-38ML tấn công, nhưng lần này quân đội Nga đã sử dụng bom nổ trên không FAB để phá hủy. Theo các nguồn tin, việc phá hủy cây cầu nhằm mục đích gây bất ổn cho các tuyến đường vận tải và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này sẽ làm phức tạp thêm việc cung cấp và di chuyển của lực lượng Ukraine trong khu vực. Việc phá hủy cây cầu ở khu vực Kupiansk, Uslovoy có tầm quan trọng chiến lược vì đây là điểm kết nối đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo liên kết giao thông cũng như vận chuyển thiết bị quân sự và hàng hóa. Việc sử dụng bom dẫn đường với mô đun lập kế hoạch cho phép lực lượng hàng không vũ trụ Nga đạt được độ chính xác cao, mục tiêu sẽ bị phá hủy sau khi bắn chúng nhưng giảm được các thiệt hại phụ có thể xảy ra. Trong một diễn biến khác, nhà máy thủy điện Dnipro HPP cũng đang trong tình trạng nguy kịch sau cuộc tấn công dữ dội gần đây của Nga. Cục trưởng của quân sự tỉnh Zaporizhia, ông Ivan Fedorov cho hay, nhà máy thủy điện Dnipro hiện đang trong tình trạng nguy kịch, không thể sản xuất điện. Giao thông qua sông Dnipro bị đình chỉ hoàn toàn nên việc di chuyển của người dân địa phương bị hạn chế. Hai cây cầu khác có thể được sử dụng để qua sông và giao thông đang di chuyển theo cả hai hướng. Đây là cách sẽ duy trì giao thông ở khu vực này trong suốt cuối tuần. Ông Fedorov cho biết chính quyền địa phương sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia để nếu người Ukraine tiếp tục giao thông qua nhà máy thủy điện Dnipro thì sẽ an toàn cho các phương tiện được phép đi qua. Đồng thời ông cũng nói thêm, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho người dân địa phương câu trả lời rõ ràng về vấn đề hậu cần xung quanh nhà máy thủy điện Nürit Pro ở Zaporizhia trong vài ngày tới. Ông Fedorov cũng cho biết, lực lượng Nga đã tấn công các khu vực đông dân cư ở tỉnh Zaporizhia hơn 500 lần trong một ngày, lập kỷ lục mới bộ quốc phòng nga cho hay các binh sĩ của lực lượng đặc biệt thuộc nhóm chiến đấu tersen đã lần đầu tiên sử dụng tổ hợp robot liaguska hoạt động trên mặt đất và phá hủy mục tiêu ukraine trong chiến dịch tấn công trên hướng adipka đoạn video được Sputnik đăng tải cho thấy robot liaguska mang đầy mìn len lỏi vào chiến hào và cho nổ tung súng máy hạng nặng của ukraine phương tiện mặt đất không người lái cảm tử liaguska được cung cấp năng lượng nhờ động cơ điện khiến nó gần như không phát ra tiếng ồn Liaguska có kích thước nhỏ gọn và tốc độ lên tới 20 km h Nó có thể tiếp cận vị trí của đối phương mà không bị phát hiện. Liaguska có thể mang trọng tải nổ lên tới 30 kg. Kíp vận hành robot Liaguska gồm 3 người, sử dụng bộ điều khiển từ xa và kính bảo hộ đặc biệt. Một camera được lắp trên anten của thiết bị cho phép người vận hành điều khiển phương tiện tránh chướng ngại vật trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Anten bổ sung của kíp vận hành cho phép duy trì quyền kiểm soát robot ở khoảng cách lên tới hơn 3 km. Theo các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI và giới quan sát, cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể là tiền đề cho sự ra mắt của các robot cảm tử và robot chiến đấu hoàn toàn tự động trên chiến trường. Cuối tuần trước, Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga cho biết đã chế tạo một mẫu robot đánh xích góc nhìn thứ nhất có tên Depesa, được trang bị đầu nổ để tấn công theo kiểu tự sát nhằm vào binh sĩ, khí tài và phòng tuyến răng rồng của đối phương. Răng rồng là những khối bê tông dạng kim tự tháp được xếp thành hàng ngang nhằm cản trở xe tăng, thiết giáp hiện được sử dụng phổ biến trên chiến trường Ukraine. Khi đối mặt với phòng tuyến dạng này, tăng thiết giáp thường phải vòng tránh và dễ rơi vào trận địa mai phục của đối phương. Ngoài Depesa, đơn vị High Precision Complexes Holding, một phần của Rostec đã phát triển tổ hợp robot đa chức năng Buggy. Buggy gắn trên khung gầm bánh xe và được điều khiển bằng tay cầm và máy tính bảng. Theo The Telegraph, trong nhiều tháng nay, Ukraine đã sử dụng robot trong mọi chiến dịch từ phá hủy cầu, vận chuyển tiếp tế đến tuyến đầu cho đến sơ cứu những binh sĩ bị thương. Xe cơ giới không người lái UGV của Ukraine là bước phát triển mới nhất trong cuộc xung đột bằng robot. Những tiến bộ công nghệ này được hy vọng sẽ giúp Ukraine giảm bớt gánh nặng thiếu hụt binh sĩ nghiêm trọng. Natalia Kuzneska, giám đốc điều hành Brave 1, nền tảng đổi mới quốc phòng của chính phủ Ukraine cho biết, khác với Nga, binh sĩ là nguồn lực quan trọng nhất của Ukraine trên chiến trường. Chính vì vậy, công nghệ, đặc biệt là xe cơ giới không người lái, có thể giảm thiểu sự tham gia của con người, bảo vệ mạng sống của binh sĩ. Brave 1 đã sàng lọc hàng trăm ý tưởng, bản thiết kế và nguyên mẫu được đưa ra bởi các chuyên gia quân sự Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 3, hơn 50 robot đã được đưa đến tuyến đầu trong âm thầm. Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ông Andrei Belousov đã tham gia cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh trên cương vị mới. Ngoài ra, lần đầu tiên nhân vật này xuất hiện trước những người đối thoại trong bộ quân phục, diễn biến trên đã thu hút sự chú ý lớn từ các phương tiện truyền thông Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh theo truyền thống được tổ chức thông qua cầu truyền hình. Tuy nhiên, đây không phải chủ đề thảo luận chính mà là sự xuất hiện của ông Andrei Belousov trong bộ quân phục. Mọi người đã chú ý đến quân hàm giống như đại tướng lục quân trên vai ông ta. Sau đó trên nhiều tờ báo Nga xuất hiện tin tức Tổng thống Putin đã phong cho tân Bộ trưởng Quốc phòng một cấp bậc sĩ quan đưa ông từ một nhân vật dân sự thành quân nhân. Nhưng vấn đề nhanh chóng được giải thích, hiện tại vẫn chưa có xác lệnh nào và ông Belousov đang đeo trên vai quân hàm thể hiện vai trò cố vấn nhà nước cấp cao nhất của nhóm công chức chính phủ liên bang. Bởi vì ông Belousov đã giữ chức vụ này trong hơn 10 năm nên theo điều lệnh của Bộ Quốc phòng ký ngày 8 tháng 11 năm 2016 số 725 về việc phê duyệt quy tắc mặc quân phục, phù hiệu của quân nhân, công chức phục vụ lực lượng vũ trang Liên bang Nga, những người ở cấp bậc này được phép mặc quân phục và đeo quân hàm như trên. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Trong xác lệnh được ký, ông Putin bổ nhiệm ông Shoigu làm thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Thay thế ông Nikolai Pachusev bị miễn nhiệm để chuyển sang vị trí công tác mới. Theo danh sách đề cử bộ trưởng do Hội đồng Liên bang công bố, ông Putin đã đề xuất bổ nhiệm ông Andrei Belousov, phó thủ tướng, nhà kinh tế học Nga làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Ông Belousov là một trong những cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất của ông Putin trong thập niên qua. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích quyết định của ông Putin trong việc đưa một quan chức không thuộc quân đội lên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga là do nhu cầu đón nhận sự đổi mới. Ông Peskov giải thích rằng trên chiến trường ngày nay, người chiến thắng là người cởi mở hơn với sự đổi mới. Vì vậy, ở giai đoạn này, tổng thống đã quyết định giao một người không thuộc quân đội đứng đầu bộ quốc phòng. Người phát ngôn điện Kremlin ca ngợi ông Belousov là người đã lãnh đạo khá thành công bộ phát triển kinh tế Nga trước đây. Theo ông Peskov, bộ quốc phòng Nga nên hoàn toàn cởi mở với sự đổi mới, đưa ra các ý tưởng tiến bộ và thiết lập các điều kiện để cạnh tranh kinh tế. Ông Peskov chốt lại, đây là cách mà tổng thống đã chọn ứng cử viên Andrei Belousov NATO thừa nhận Nga có năng lực vượt trội về công nghiệp quốc phòng kể từ khi bùng phát xung đột với Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thừa nhận ngạc nhiên về mức độ sản xuất vũ khí và đạn dược của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine, nói rằng điều này đã vượt mọi dự kiến của NATO. Ông Jens Stoltenberg tiết lộ rằng Nga đang sản xuất đạn pháo với tốc độ gấp hơn 3 lần so với tất cả các thành viên NATO cộng lại. Ông giải thích lý do khiến các quốc gia phương Tây tụt lại phía sau là vì sau chiến tranh lạnh, phương Tây mới thực sự bắt đầu xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Tuy nhiên, theo ông Stoltenberg, tình hình đang được cải thiện khi tất cả các đồng minh NATO đều tăng cường năng lực sản xuất đạn dược và vũ khí. Theo ông, đã có sự chậm trễ và thiếu sót trong việc chuyển giao vũ khí cho Kiev trong những tháng gần đây. Nhưng điều này thực sự đang thay đổi và lượng đạn dược vào Ukraine đã tăng lên trong thời gian gần đây. Tổng thư ký NATO còn cho biết thêm, những tiến bộ của Nga ở khu vực Kharkov trong những tuần gần đây càng cho thấy NATO cần tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, sự hỗ trợ này sẽ tiếp tục ngay cả khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thắng cử vào tháng 11. Bởi vì điều đó có lợi cho cả châu Âu và Mỹ, ông cũng cảnh báo rằng chiến thắng của Nga trước Ukraine sẽ khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn và chúng ta dễ bị tổn thương hơn. Trước đó, theo tạp chí Business Insider, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ phụ trách kinh tế quốc tế, Dalip Singh khẳng định tỷ lệ phần trăm vũ khí của Nga sở hữu linh kiện của các hãng Mỹ hoặc đồng minh đang cao một cách đáng báo động và không thể chấp nhận. Điều này xuất phát từ việc hàng hóa từ các công ty trên đã qua nhiều đường trung gian để cập bến các nhà máy quốc phòng của Nga. Do đó, ông Sinh yêu cầu các công ty công nghệ Mỹ cần cảnh giác hơn đối với các lô hàng xuất khẩu của mình. Ông cảnh báo rằng, hãy đảm bảo rằng các công ty Mỹ đang không vô tình trở thành bánh răng trong kho vũ khí của Nga. Trong vai trò của mình, ông Sinh được xem là kiến trúc sư cho các lệnh trừng phạt kinh tế của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm vào Nga. Từ khi xung đột tại Ukraine bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022, phát biểu của ông cho thấy dù đã thiết lập hệ thống lệnh trừng phạt phức tạp, Washington vẫn chật vật trong việc ngăn Moscow sở hữu các mặt hàng mang tính chiến lược. Trong một bài điều tra công bố vào năm ngoái, tạp chí Nikkei Asia cũng đã khẳng định Nga đã mua được số chip do Mỹ sản xuất trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, bất chấp các lệnh trừng phạt trên. Một phần không nhỏ trong số này được sử dụng để sản xuất vũ khí Nga. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thay đổi cách nói thận trọng, thường thấy để cáo buộc Trung Quốc hợp tác với Nga nhằm làm suy yếu hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ trong tháng này. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Zelensky cáo buộc Moscow đang làm mọi việc để cản trở hội nghị hòa bình bằng cách dùng ảnh hưởng của Trung Quốc và các nhà ngoại giao của Trung Quốc. Ông Zelensky nói, không may là một quốc gia lớn, độc lập và mạnh như Trung Quốc lại trở thành công cụ của Nga. Phát biểu này gây tác động ở châu Âu, khiến Liên minh châu Âu-EU càng muốn áp dụng quan điểm cứng rắn hơn với quan hệ giữa Trung Quốc và Nga. Trong chuyến thăm Bruxelles tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO rằng Bắc Kinh đang giúp Nga khôi phục và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, chế tạo những vũ khí và khí tài đáng gờm để đưa ra chiến trường. Quan chức này cho rằng hành động của Trung Quốc không chỉ giúp Nga tăng cường năng lực trên chiến trường mà còn tạo ra thách thức chiến lược với những quốc gia khác ở châu Âu một quan chức cấp cao của eu tin rằng việc ông zelensky đưa ra phát biểu mạnh mẽ sẽ dẫn đến thay đổi trong cách bày tỏ quan điểm của một số quốc gia eu những nước trước đây thường tránh chỉ trích bắc kinh trước cáo buộc từ phía ukraine người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc bà mao ninh nêu rõ trung quốc luôn khẳng định rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được tổ chức với ba yếu tố quan trọng đại diện của cả nga và ukraine phải có mặt sự tham gia của tất cả các bên phải bình đẳng và mọi kế hoạch hòa bình phải được xem xét công bằng bộ ngoại giao trung quốc lưu ý rằng lập trường của trung quốc là cởi mở và minh bạch hoàn toàn không có trường hợp gây áp lực lên các nước khác người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc bày tỏ hy vọng hội nghị về ukraine ở thụy sĩ sẽ không trở thành nền tảng tạo ra thế đối đầu giữa các khối theo bà mao ninh trung quốc tin rằng mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình nên được ủng hộ trả lời báo giới bà mao ninh cho biết trung quốc khó có thể tham gia hội nghị ở thụy sĩ vì các điều kiện cần thiết ví dụ như sự công nhận từ Nga và Ukraine, sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình chưa được tạo ra. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc các nước tham gia hội nghị không có nghĩa là họ thực sự muốn có lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng mọi nỗ lực cần được các bên công nhận nhằm hỗ trợ các biện pháp hòa bình dành cho xung đột Nga-Ukraine. Bà Mao Ninh tuyên bố Trung Quốc không bao giờ châm lửa hay đổ thêm dầu vào lửa. Với tên lửa atacMS MS tầm bắn 300 km do Mỹ cung cấp, Ukraine hiện đã có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Crimea, bán đảo mà Nga đã xâm nhập năm 2014. Cuộc tấn công mới nhất khi một chiến dịch chung của hải quân và lục quân Ukraine nhằm vào một bến phà tại cảng Kapkaz nằm ở phía eo biển Kerch của Nga. Eo biển Kerch phân chia bán đảo Crimea với đất liền Nga. Vài giờ trước đó, lực lượng Ukraine đã tấn công bến phà Kerch bên phía Crimea, làm hư hại hai phà đường sắt Avangard và Conor vốn rất quan trọng để Nga cung cấp hàng hóa cho Crimea. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho biết, cuộc tấn công vào phía eo biển Crimea đã sử dụng tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất. Hiệu quả của chiến dịch nhằm vào Crimea đã cho thấy những gì Ukraine có thể đạt được nếu không còn phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Từ lâu, Crimea đã là khu vực có tầm quan trọng về mặt quân sự đối với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi Crimea là tàu sân bay không thể chìm, nơi đặt các trung tâm hậu cần, căn cứ không quân và hạm đội Biển Đen, phục vụ chiến dịch của Nga ở miền Nam Ukraine, cũng như cắt đứt tuyến huyết mạch xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraine. Sau khi sắp nhập Crimea năm 2014, Nga đã đầu tư số tiền khổng lồ vào các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo này. Các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào Crimea là giai đoạn mới nhất trong chiến dịch phức tạp của Kiev nhằm bóp nghẹt bán đảo này. Ông Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu và cố vấn cấp cao về hậu cần của NATO cho hay, Kyiv đang tìm cách biến Crimea thành nơi không thể triển khai đối với lực lượng Nga. Chiến lược gia người Anh Lauren Friedman cho rằng Crimea đang trở thành điểm yếu của Nga. Ở bán đảo này, Nga có quá nhiều thứ cần phải bảo vệ và đây cũng là nơi tốt nhất để Ukraine gây áp lực thực sự với Moscow nhằm đạt được những nhượng bộ trong tương lai. Ông Nikolen, cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Đức cũng có quan điểm tương tự. Kế hoạch của Ukraine kết hợp giữa chiến lược quân sự và chính trị. Về mặt chính trị, Crimea là tài sản quan trọng nhất của Nga nhưng đó cũng là khu vực dễ bị tấn công. Ukraine đang tìm cách biến Crimea thành một tiêu sản thay vì tài sản chiến lược đối với Moscow bằng cách bóp nghẹt vai trò trung tâm hậu cần của bán đảo này. Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công kết hợp với tên lửa Atak và máy bay không người lái UAV ngày càng tinh vi để làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga ở Crimea, tấn công các căn cứ không quân nơi các máy bay chiến đấu của Nga cất cánh. Ông Lawrence cho rằng việc tập trung làm tê liệt mạng lưới phòng không của Nga cũng có thể là một phần trong quá trình Kiev chuẩn bị cho lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sắp đến Ukraine. Các căn cứ không quân cũng trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Cuối tháng 4, một cuộc tấn công bằng Atak MS vào căn cứ Dozankoy ở phía đông Bắc Crimea đã làm hư hại các máy bay trực thăng, một khẩu đội S-400 và một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Nga. Khoảng một tháng sau, một cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ không quân ở Benbek, gần Sevastopol, đã phá hủy 40 máy bay cũng như một radar phòng không và ít nhất hai bệ phóng của S-400. Khoảng 10 tên lửa attack MS biến thể đạn chùm được sử dụng trong cuộc tấn công này. Những quả đạn con khi phát tán ra đã khiến kho nhiên liệu và kho chứa tên lửa phát nổ và gây hỏa hoạn lớn. Sau đó, Benbeck lại bị tấn công. Điều đáng chú ý là hệ thống phòng không S-400 của Nga lại tỏ ra thiếu hiệu quả. Ông Leng cho rằng, Ukraine đã sử dụng UAV mồi nhử để khiến hệ thống radar Nga hoạt động và làm lộ vị trí của họ. Dữ liệu ngay lập tức được chuyển cho đội phóng tên lửa attack MS trong vòng 6 phút, các tên lửa hầu như không thể bị phát hiện do tốc độ và tiết diện radar thấp sẽ bắn trúng mục tiêu. Theo ông Hodges, lực lượng Nga dường như không còn nơi nào để ở náu ở Crimea. Khi Ukraine đã có trong tay tên lửa Atak MS tầm xa cùng các phương tiện không người lái ngày càng tinh vi, mỗi mét vuông trên bán đảo Crimea đều nằm trong tầm ngắm của Kiev. Theo Bulgarian Military, các lực lượng Ukraine đã phá hủy thành công hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga ở vùng Belgorod bằng cách sử dụng tên lửa GMLRS từ bệ phóng HIMARS. Cuộc tấn công này được cho là đã phá hủy ít nhất hai bệ phóng tên lửa và một trung tâm chỉ huy dưới sự phối hợp và hỗ trợ từ các cố vấn Mỹ. Một đoạn video được tiết lộ sau đó cho thấy hậu quả của vụ tấn công, trong đó chính quyền Nga cho biết không có thương vong về người. Vụ việc này làm gợi nhớ đến cuộc tấn công diễn ra trước đó ở khu vực Donetsk Nơi tên lửa Atacms của Ukraine đã phá hủy một số phương tiện phòng không của Nga, trong đó có cả tên lửa S400. Có vẻ như Ukraine đang chờ đợi sự chấp thuận của phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công liên tục hơn vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Một video khác được lực lượng Ukraine công bố trước đó cũng cho thấy cảnh hệ thống S400 của Nga bị tên lửa đạn đạo chiến thuật do Mỹ sản xuất phá hủy. Vụ tấn công này diễn ra ở khu vực Mospin thuộc vùng Donetsk. Lực lượng Nga đã bắn tên lửa chống đạn đạo trong nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa đang đến gần. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc vô hiệu hóa tên lửa Atak MS do chúng thay đổi quỹ đạo liên tục và tốc độ tấn công rất cao. Trong cuộc tấn công này, hai hệ thống tên lửa phòng không S-300-400 đã bị phá hủy. Ngoài ra, hệ thống radar 96L-6E và trạm điều khiển hệ thống phòng không S-300-400 cũng bị phá hủy. Trước đó, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày mùng 2 tháng 6 tại diễn đàn an ninh đối thoại shangri Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự cảm kích trước việc ông Biden cho phép Kiev triển khai một số hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS nhằm vào các khu vực gần Kharkov. Tuy nhiên, ông khẳng định điều này là không đủ để Ukraine đáp trả trước các đòn tấn công mới của Moscow. Ukraine không được phép sử dụng tên lửa tầm xa atak với khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km. Thay vào đó, Kiev chỉ có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn GMLRS với tầm bắn khoảng 70 km. Quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công bên trong lãnh thổ Nga đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng. Sau những cảnh báo từ Moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu, ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, gọi quyết định của Tổng thống Biden là sự căng thẳng nghiêm trọng của xung đột. Ông Medvedev nói, Nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều đã được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát. Đây không phải là hỗ trợ quân sự, đây là tham gia vào một cuộc chiến chống lại chúng tôi, đồng thời cảnh báo Nga sẽ phá hủy bất kỳ vũ khí phương Tây nào được sử dụng để tấn công nước này, cả ở Ukraine và lãnh thổ của các quốc gia khác. Theo đài RT, ngày 3 tháng 6, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cho biết 5 điệp viên Ukraine bị bắt tại thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea. FSB cáo buộc những người này phối hợp với chính quyền Kiev thực hiện các hành động phá hoại và ít nhất là một vụ ám sát. RT dẫn thông cáo từ FSB viết 5 nghi phạm trên không quen biết nhau nhưng đã cùng thành lập một mạng lưới gián điệp nằm dưới sự quản lý của các cơ quan tình báo dân sự và quân sự Ukraine Tuy nhiên, hoạt động của nhóm này bị phá vỡ do thông tin liên lạc bị chặn. FSB sau đó đã công bố video các nhân viên an ninh Nga bắt giữ một người trong nhóm điệp viên, cũng như thu giữ từ nhóm này một số thiết bị nổ và thành phần chế tạo bom. Các cơ quan tình báo Ukraine tới nay chưa bình luận về những hình ảnh được FSB công bố. Trước đó, cơ quan an ninh Nga bắt hai người tại Rostov-on-Don bị nghi làm gián điệp, thu thập thông tin về các đơn vị quân đội và chuyển cho Ukraine. Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo về vụ bắt hai công dân nước này tại Rostov-on-Don, thủ phủ tỉnh Rostov rằng những người này chủ động liên hệ với đại diện của cơ quan đặc biệt Ukraine. Sau cuộc thảo luận, họ đồng ý thu thập và chuyển thông tin liên quan đến các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga tham gia kế hoạch quân sự. Theo FSB, hai người bị bắt khai nhận đã quan sát, thu thập và chuyển cho Ukraine thông tin về vị trí trang thiết bị quân sự cùng nhân sự của các đơn vị thuộc quân khu miền Nam để nhận tiền. Những người bị bắt đối mặt với cáo buộc phạm tội phản quốc với án tù lên tới 20 năm. FSB gần đây bắt một số người bị nghi hợp tác với tình báo Ukraine hoặc phương Tây. Cơ quan này cũng bắt một người đàn ông làm việc cho công ty nhà nước bị nghi làm gián điệp cho Ba Lan để chuyển thông tin giúp Ukraine tập kích cơ sở này. Ở chiều ngược lại, cơ quan an ninh Ukraine vừa qua cho biết đã bắt hai đặc vụ cơ quan tình báo Nga bị cáo buộc chỉ điểm mục tiêu quân sự nhạy cảm để Moscow không kích. Cơ quan an ninh Ukraine SBU thông báo, hai đặc vụ cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã bị bắt ở Kiev và Odessa sau một chiến dịch. Hai nghi phạm đã tìm cách xác định vị trí của các binh sĩ Ukraine rồi gửi tọa độ cho lực lượng Nga để tiến hành các cuộc không kích. Theo SBU, hai đặc vụ Nga bị bắt quả tang khi đang do thám mục tiêu tiềm năng. Một nghi phạm đã chụp ảnh nhà máy nhiệt điện dường như để giúp lực lượng Nga nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cả hai đều bị buộc tội hợp tác với lực lượng nước ngoài và phải đối mặt với án tù trung thân. Theo trang min.in.ua, lực lượng trinh sát trên không thuộc lưỡi đoàn xung kích đường không số 79 của Ukraine đã phát hiện một tổ hợp pháo phản lực bắn loạt BM-27 Uragan của Nga ở vị trí khai hỏa cách tiền tuyến 25 km. Các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái thuộc nhóm chiến thuật Adam của Kiev, sau đó đã sử dụng một FPV mang đầu đạn mạnh, tập kích, phá hủy tổ hợp pháo của đối phương. Một binh sĩ Ukraine tham gia vụ tấn công nói, bệ phóng phá phản lực bắn loạt này đã đến vị trí khai hỏa và phóng được 3 tên lửa. Không có vụ nổ nào sau cú nhắm bắn từ FPV của chúng tôi, nên rất có thể phần chữ đạn của khẩu pháo đã trống rỗng. Nhưng với việc trúng hỏa lực của FPV, hệ thống vũ khí này sẽ cần được sửa chữa. Pháo phản lực Uragan được Liên Xô thiết kế và phát triển trong thời kỳ chiến tranh lạnh với mục đích tấn công binh lính, các loại xe bọc thép, pháo, hệ thống phòng không, máy bay trực thăng cũng như phá hủy các cơ sở vật chất và kho tàng của đối phương. Các chuyên gia quân sự cho hay, pháo phản lực bắn loạt BM-27 Uragan của Nga được trang bị 16 ống tên lửa 220mm gắn trên khung gầm xe tải Jin 135 8x8. Tổ hợp pháo cuồng phong này vận hành nhờ hai động cơ Jin 375 mỗi động cơ có công suất 180 mã lực, đặt phía sau cabin. BM-27 Uragan có tầm bắn từ 35 đến 40 km và chỉ mất khoảng 3 phút để vào vị trí khai hỏa. Khẩu pháo có thể phóng toàn bộ 16 tên lửa theo loạt chỉ trong 20 giây. Tái nạp mất từ 15 đến 20 phút với phạm vi sát thương lên đến 4,3 hecta. Một tên lửa BM-27 tiêu chuẩn dài 4,8 m nặng 280 kg với đầu đạn nặng từ 90 đến 100 kg một trong những yếu tố làm nên uy lực cho loại vũ khí này là khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, từ đạn huấn luyện, đạn nổ phá mảnh, đạn hóa học, đạn nhiệt áp cho đến đạn chùm với chức năng chống tăng và chống bộ binh. Với sức mạnh đáng gờm, BM-27 Uragan được đánh giá là hệ thống pháo phản lực bắn loạt mạnh thứ hai của Nga, chỉ sau hệ thống BM-30 Smerch. Do tuổi đời của BM-27 Uragan khá cao, cả Nga và Ukraine đều đang nỗ lực hiện đại hóa loại vũ khí này. Belarus một đồng minh của Nga, hiện đang sở hữu phiên bản Uragan M gắn trên khung gầm xe tải quân sự MAZ-6317 với cấu hình 6x6. Ukraine cũng đã nỗ lực hiện đại hóa kho BM-27 Uragan của nước này, trong đó có việc cải thiện tầm bắn và số hóa các hệ thống điều khiển hỏa lực. Phe ly khai do Nga hậu thuẫn đã sử dụng BM-27 Uragan để đối phó với các lực lượng chính phủ Ukraine từ năm 2014. Nga cũng sử dụng rộng rãi loại vũ khí này trên chiến trường kể từ khi phát động chiến dịch kế hoạch quân sự tại Ukraine. Tờ Independent của Anh chiều mùng 3 tháng 6 đưa tin Ukraine đã lần đầu tiên bắn vũ khí do Mỹ sản xuất và cung cấp vào bên trong lãnh thổ Nga. Động thái diễn ra không bao lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ủy quyền cho Kiev tiến hành các cuộc tấn công hạn chế vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ. Quyết định ủy quyền có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5. Independent cho biết thông tin về cuộc tấn công của Ukraine đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Theo đó, các lực lượng của Kiev đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS để tấn công thành phố Belgorod của Nga giáp biên giới với Ukraine. Theo tờ Telegraph của Anh, cuộc tấn công của Ukraine đã diễn ra trong đêm mùng 1 tháng 6, tuy nhiên ở thời điểm này mới có thông tin từ các blogger quân sự Nga. Phóng viên chiến trường Nga Evgeny Podubny thông báo qua kênh Telegram cá nhân rằng Ukraine đã bắt đầu sử dụng các hệ thống vũ khí do phương Tây sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga. Đây là những mảnh đạn pháo M142 HIMARS MLRS. Theo tạp chí Forbes của Mỹ, ngay trước thời khắc, hàng chục quả rocket với khối lượng gần 300 kg một quả, tầm bắn 90 km, mang đầu đạn nổ mạnh 20 kg trút xuống Belgorod. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã viết trên mạng xã hội rằng. Đây là một bước đi đáng hoan nghênh cho phép chúng tôi bảo vệ Ukraine và người dân Ukraine tốt hơn trước các hành động của Nga, cũng như nỗ lực mở rộng chiến tranh của Moscow. Forbes cho hay, truyền thông Nga đã ghi lại âm thanh của còi báo động không kích và hình ảnh hỏa lực đánh chặn của các khẩu đội phòng không Nga khi rocket Ukraine lao vun vút về phía thành phố có 384.000 người dân sinh sống. Các khẩu đội phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ được 14 tên lửa và thu được các mảnh vỡ rocket trên mặt đất làm bằng chứng. Hiện chưa rõ cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra bao nhiêu thiệt hại và đánh trúng được bao nhiêu mục tiêu quân sự của Nga. Ở một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov đã phản ứng về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công lực lượng Nga. Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Ryabkov nói, Tôi muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ trước những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả chết người. Không rõ vì lý do gì, họ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của những gì họ có thể nhận được. Trang tin Avia.pro dẫn lời các chuyên gia nhận định, nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây là một thách thức nghiêm trọng đối với Moscow. Việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng rocket có độ chính xác cao nhằm vào biên giới Nga cho thấy một làn danh đỏ khác đã bị vượt qua. Điều này báo hiệu một đợt leo thang mới và có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng vũ khí Mỹ trong hoạt động chiến đấu không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của các chuyên gia quân sự phương Tây và đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy NATO đang tích cực tham chiến chống Nga. Giới chuyên gia cảnh báo rằng phản ứng của Nga trước những hành động khiêu khích như vậy cần nhanh chóng và mạnh mẽ, nếu không chỉ trong vài tháng nữa các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ được Ukraine tiến hành bằng tên lửa atak thậm chí là cả Tomahawk. Tờ Politico vừa đưa tin, lửa cháy nguồn ngụt, ngụt, cột khói đen kịt đã bốc cao hàng giọng từ hai cơ sở dầu mỏ ở Temryuk và cảng Kakash sau khi hứng chịu đòn tấn công từ Ukraine. Theo các nguồn tin ban đầu, Ukraine đã sử dụng kết hợp 8 tên lửa hành trình chống hạng netun loại vũ khí từng đánh chìm kỳ hạm Moscow của Nga, cùng máy bay không người lái cảm tử trong chiến dịch táo bạo này. Vụ tấn công đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, khiến các hoạt động tại cảng Kapkas, cảng biển lớn thứ 5 của Nga về vận chuyển hàng hóa bị đình trệ. Ông Veniamin Kondratiev, thống đốc vùng Krasnodar cho biết, cuộc tấn công đường không đã khiến cơ sở hạ tầng của kho chứa dầu đã bị hư hại. Ngọn lửa đang được khống chế, nhưng do đám cháy quá lớn, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Được biết, kho dầu ở cảng Caucasus là nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho quân đội Nga ở Crimea và các vùng lãnh thổ Kherson và Zaporizhia. Trước đó, một vụ nổ khác cũng được ghi nhận gần nhà máy hóa chất Kazanoshintes ở Kazan, sâu bên trong lãnh thổ Nga, sau khi khu vực này bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Nhà báo Ukraine Andrei Tashabienko cho biết, tất cả tên lửa đều bắn trúng mục tiêu vào khoảng 2 giờ sáng. Các hệ thống phòng không tối tân nhất của Nga cũng không thể làm gì được. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng đã xác nhận thông tin trên. Trong một tuyên bố, phía Ukraine cho hay một số tên lửa do Ukraine sản xuất từ hệ thống tên lửa bờ biển Neptune đã được bắn vào nhà ga dầu gần cảng Kakas. Các cơ sở hậu cần và tiếp tế quan trọng của quân đội Nga đã bị tấn công. Điều đó cho thấy hệ thống phòng không hiện đại và hiệu quả của Nga một lần nữa bất lực trước tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi. Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh tờ Politico đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật phê duyệt các cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ của Ukraine vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Về phía Nga cũng lập tức tung đòn đáp trả. Theo hãng tin RT, trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các vũ khí phóng từ trên không và trên biển có độ chính xác cao đã được sử dụng trong đợt tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, chuyên hỗ trợ cho hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Ngoài ra, đợt tấn công cũng nhằm vào các kho chứa vũ khí do phương Tây sản xuất và cung cấp cho Ukraine tuyên bố từ bộ quốc phòng nga nhấn mạnh mục đích của cuộc tấn công đã đạt được tất cả các mục tiêu đều đã bị tấn công đợt tấn công mới nhất là phản ứng trước những nỗ lực của kiev nhằm vào các cơ sở năng lượng và vận tải của nga chính quyền ukraine cũng đã lên tiếng xác nhận những thiệt hại do đợt tấn công của nga gây ra trong đó ukraine Go, nhà điều hành lưới điện quốc gia ukraine cho biết các cơ sở năng lượng ở năm khu vực đã bị tấn công trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho hay Cuộc tấn công của Nga có sự tham gia của hơn 50 tên lửa các loại và khoảng 50 máy bay không người lái UAV. Ông cho biết hầu hết vũ khí Nga đã bị bắn hạ. Một quân nhân ở Kiev đang rời khỏi mặt trận phía đông Ukraine rất giận dữ về việc phải mất bao lâu để mỗi đợt cung cấp vũ khí của phương Tây đến được nước này. Bình lính này nhận định với Al Jazeera rằng luôn luôn có chữ không đầu tiên không có xe tăng, không có tên lửa, không có máy bay chiến đấu, án chỉ nhiều lần rằng các đồng minh phương Tây đã từ chối cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine hoặc đưa ra các quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng chúng. Theo anh này, mặc dù cuối cùng các nước phương Tây đã đồng ý cung cấp xe tăng, tên lửa và chiến đấu cơ, nhưng việc cân nhắc quá lâu đã khiến Ukraine phải trả giá. Lời đồng ý gần đây nhất từ Mỹ và một số nước phương Tây sau cuộc tiến công và các cuộc ném bom gần đây của Nga vào Kharkov Thành phố lớn thứ hai Ukraine đã cho phép Kyiv sử dụng các vũ khí tiên tiến được cung cấp hoặc sẽ sớm được cung cấp để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Washington và các đồng minh lo ngại về việc sẽ chọc giận Nga bởi Tổng thống Putin đã không ít lần cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Ukraine hoặc phương Tây vượt lằn ranh đỏ. Tuy nhiên, Ukraine đã tuyên bố đẩy lùi các lực lượng của Nga khỏi các khu vực mà Moscow kiểm soát đồng thời tiến hành các cuộc tấn công UAV nhằm vào các sân bay, căn cứ quân sự, cảng biển và kho dầu nằm sâu trong nước Nga. Những hành động này khiến Moscow giận dữ, nhưng lại chưa đủ để sử dụng vũ khí hạt nhân. Lời đồng ý của phương Tây sau nhiều tháng Kiev kêu gọi, mặc dù là một tín hiệu tích cực cho Ukraine, song lại đi cùng với từ nhưng. Nhà Trắng cho biết, Kiev có thể bắt đầu sử dụng các vũ khí do Mỹ cung cấp cho các cuộc tấn công hạn chế vào trong nước Nga nhưng chỉ ở những khu vực gần với phía đông bắc, khu vực Kharkov nằm dọc biên giới. Các lực lượng của Nga kiểm soát khu vực này trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhưng sau đó đã rút khỏi đây sau cuộc phản công của Ukraine vài tháng sau đó. Moscow đã nối lại nỗ lực giành Kharkov vào đầu tháng 5 năm 2024, kiểm soát một số ngôi làng biên giới gần khu vực Belgorod ở phía tây nước Nga. Sức mạnh hỏa lực trong khu vực này cho phép các lực lượng của Moscow tấn công các mục tiêu của Ukraine sau đó rút về lãnh thổ Nga, địa điểm mà họ biết rõ là sẽ an toàn trước các hệ thống phòng không của Kiev. Sự đồng ý đi kèm với điều kiện của Nhà Trắng cũng áp dụng với các hệ thống phòng không, pháo và tên lửa dẫn đường. Hiện vẫn còn lệnh cấm tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa. Những vũ khí phương Tây khác hiện có thể được sử dụng để tấn công vào Nga, bao gồm 24 tiêm kích F-16 của Hà Lan được trang bị tên lửa tầm xa cùng với các tiêm kích thời Liên Xô do Ba Lan, Slovenia, Slovakia, và Bắc Macedonia cung cấp cho Kiev. Các phi công Ukraine sẽ sớm hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài nhiều tháng để vận hành tiêm kích F-16 và có lẽ sẽ thực hiện các chuyến xuất kích đầu tiên trong vài tuần nữa. Cho đến nay, nhiệm vụ của họ chỉ giới hạn ở không phận Ukraine. Theo hãng tin Reuters, ngày 3 tháng 6, cảnh sát Pháp thông báo đã bắt giữ 3 người đến từ Bungary, Đức và Ukraine bị tình nghi đặt năm cỗ quan tài rỗng gần tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp và là một trong những điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Các đối tượng đều dưới 30 tuổi đã đem năm cỗ quan tài phủ cờ Pháp đặt gần chân tháp Eiffel. Camera an ninh trước đó đã ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải màu trắng mang biển số Bulgari dừng gần tháp Eiffel và hai người đàn ông khiêng quan tài ra khỏi xe. Người lái xe là công dân Bulgari 34 tuổi đã bị bắt. Người này khai với cảnh sát đã được trả tiền để chở quan tài đến thủ đô của Pháp. Lái xe di chuyển từ Bulgaria đến Paris từ tối hôm trước và gặp hai người khác, gồm một người Đức và một người Ukraine. Sau đó, ba người này bị bắt tại bến xe khách ở Paris khi chuẩn bị lên xe buýt đến Berlin. Một đối tượng khai rằng đã được trả 40 euro, khoảng 43 đô la Mỹ, để lái một chiếc xe van chở hai người còn lại và các cỗ quan tài đến hiện trường các công tố viên Pháp yêu cầu truy tố họ tội bạo lực có chủ ý, đồng thời cho rằng việc đặt quan tài dưới chân tháp Eiffel là hành vi bạo lực về tâm lý. Đáng chú ý, trên cỗ quan tài có khắc dòng chữ Binh sĩ Pháp ở Ukraine. Dòng chữ này được cho là để ám chỉ việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện quan điểm sẵn sàng đưa binh sĩ phương Tây tới Ukraine, một đề xuất mà nhiều quốc gia cho là nguy hiểm. Vụ việc xảy ra sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ukraine cách đây một tuần. Trong đó, Bộ trưởng Pháp đề ngỏ khả năng đưa chuyên gia huấn luyện đến Ukraine, đào tạo lực lượng quân đội. Giới chức Pháp nghi ngờ sự can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là Nga, vào công việc nội bộ trong một số sự việc gần đây, như hình vẽ graffiti, bàn tay màu đỏ lên đài tưởng niệm nạn diệt chủng người do Thái tháng trước. Pháp cũng nghi ngờ Nga đứng sau việc phun sơn hàng chục ngôi sao David, biểu tượng của người do Thái, lên các ngôi nhà ở thủ đô Paris và vùng ngoại ô, ngay sau vụ Hamas đột kích miền Nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các nhà điều tra cho biết một số hình vẽ bị lên án là bài do Thái có thể được thực hiện theo yêu cầu của một cá nhân sống ở nước ngoài, ngụ ý có thể liên quan tới Nga. Moscow phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Thiếu tướng Christian Freuding, người đứng đầu nhóm làm việc phụ trách điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Ukraine có thể bắn hạ máy bay quân sự trong không phận Nga bằng hệ thống Patriot của Đức. Điều này liên quan đến việc Berlin cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Đức để tấn công lãnh thổ Nga. Ông Christian Freuding nói, rất có khả năng hệ thống Patriot sẽ được sử dụng ở Kharkov, phù hợp để đối phó với máy bay chiến đấu trang bị bom dẫn đường của Nga. Ukraine có thể triển khai chúng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận nước này đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Đức, nhưng chỉ ở những khu vực gần biên giới. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK nhận định rằng, để đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa và bom dẫn đường của Nga vào Kharkov, Ukraine cần có các hệ thống phòng không bổ sung của phương Tây. ISVK nhấn mạnh, hơn 10 quốc gia đã dỡ bỏ một phần hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Nga sẽ không thể kiểm soát được Kharkov nếu lực lượng Ukraine tiếp nhận và triển khai hai hệ thống tên lửa phòng không qua trước trong khu vực. Trong khi đó, trả lời cuộc phỏng vấn với tờ Politico tại đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa O'Longren cho biết 24 máy bay chiến đấu F-16 mà Hà Lan dự định viện trợ cho Ukraine có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Bà O'Longren nói, chúng tôi sẽ áp dụng nguyên tắc giống như những lần chuyển giao khí tài khác, đó là một khi chúng tôi bàn giao vũ khí cho Ukraine thì tất cả sẽ là của họ và có thể tùy ý sử dụng. Bà Olam Green cho biết thêm, chúng tôi chỉ yêu cầu Ukraine tuân thủ luật pháp quốc tế và quyền tự vệ như đã nêu trong hiến trương Liên Hợp Quốc, nghĩa là họ sử dụng nó để nhắm vào các mục tiêu quân sự với mục đích tự vệ. Tuyên bố của bà Olam Green khác với việc Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo cảnh báo Ukraine không được sử dụng máy bay F-16 do Bỉ viện trợ tấn công mục tiêu bên trong Nga và chỉ được sử dụng chúng để tấn công những mục tiêu nằm trên lãnh thổ được thế giới công nhận của Ukraine. Bỉ cam kết chuyển 30 tiêm kích F-16 đến Ukraine trong khuôn khổ gói hỗ trợ 1 tỷ đô la Mỹ của nước này dành cho Kiev. Trong cuộc phỏng vấn với đài Sky News được phát vào ngày 3 tháng 6, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Anthony Radakin cho hay, ông cực kỳ tin tưởng rằng Ukraine cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, bất chấp những tiến bộ chiến thuật gần đây của nước này. Ông Radakin cho rằng Nga đang thất bại bất chấp cuộc tấn công đang diễn ra ở tỉnh Kharkov và các vấn đề của lực lượng Ukraine về tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược. Ông Radakin bình luận, Nga đang đạt được những tiến bộ chiến thuật trên bộ, nhưng bạn phải nhìn lại một chút, nếu quay trở lại tháng 3 năm 2022, Nga đã kiểm soát khoảng 17% lãnh thổ Ukraine. Ngày nay, họ kiểm soát 11%. Vì vậy, Nga đang trong tình trạng thụt lùi. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 3 tháng 6 tuyên bố đã bổ sung một số nhân vật, nhà báo và chuyên gia người Anh vào danh sách những người bị cấm nhập cảnh vào Nga vì các hành động thù địch của họ. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng họ kêu gọi London từ bỏ sự hỗ trợ của mình dành cho Ukraine mà Moscow cho rằng đã gây ra thêm thương vong cho dân thường. Trong khi đó, theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 6 tuyên bố quân đội nước này đã gây thiệt hại cho các đơn vị và khí tài quân sự Ukraine ở 118 khu vực trong 24 giờ trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 67 máy bay không người lái UAV của Ukraine một tên lửa chống hạm Neptune, 4 quả bom thông minh Hammer và 19 quả rocket thuộc hệ thống rocket phóng loạt. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã gây thương vong cho ba lữ đoàn Ukraine và đẩy lùi 5 cuộc phản công của đối phương ở tỉnh Kharkov thuộc đông bắc Ukraine trong 24 giờ. Cũng theo TASS, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga viết trên kênh Telegram của mình rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã pháo kích vào 8 huyện của tỉnh trong 24 giờ, khiến một người thiệt mạng và 13 người bị thương. Đến khuya mùng 3 tháng 6, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố và cáo buộc từ phía Nga. Ngoài ra, theo Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ sẽ đối mặt với nhiều hậu quả nếu ngó lơ những cảnh báo của Moscow về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói hôm 3 tháng 6, Tôi muốn cảnh báo những nhà lãnh đạo Mỹ trước những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả chết người. Không rõ vì lý do gì họ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của những gì họ có thể nhận. Ngày 3 tháng 6, Thượng viện Thụy Sĩ đã bác bỏ kế hoạch viện trợ 5 tỷ francs Thụy Sĩ, tương đương 5,58 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, một phần trong gói tài chính lớn hơn Lý do là kế hoạch này vi phạm các hạn chế vay mượn trong luật pháp của quốc gia trung lập này. Với 28 phiếu chống và 15 phiếu thuận, các nhà lập pháp đã bác bỏ gói viện trợ trị giá 15 tỷ francs bao gồm cả 10,1 tỷ francs tài trợ bổ sung cho lực lượng vũ trang Thụy Sĩ. Kết quả này đã được dự đoán từ nhiều tuần trước với các nhà lập pháp cánh hữu đặc biệt phản đối kế hoạch. Họ cho rằng gói viện trợ vi phạm phanh nợ, một quy định hạn chế về nợ công ở Thụy Sĩ. Quy định này được đưa ra trước khi chính phủ Thụy Sĩ tổ chức một hội nghị hòa bình cho Ukraine. Trước đó, Thụy Sĩ xác nhận tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu về xung đột Nga-Ukraine vào tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock ở bang Nidwaden. Những người tham gia sự kiện sẽ thảo luận về công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine và thống nhất một văn kiện chung về những việc cần phải làm để chiến sự khép lại. Vào tháng 2, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình cấp cao về tình hình Ukraine vào mùa hè. Kế hoạch hòa bình của Kiev kêu gọi Nga rút binh sĩ khỏi lãnh thổ Ukraine cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức hàng đầu của Nga vì phát động cuộc giao tranh. Nga đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế. Thụy Sĩ tuyên bố đã có đủ sự hỗ trợ quốc tế cho một hội nghị cấp cao nhằm khởi động tiến trình hòa bình. Hội nghị nhằm mục đích thiết lập một diễn đàn đối thoại cấp cao về các cách thức đạt được nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc hội nghị nhằm mục đích tạo ra sự hiểu biết chung về một khuôn khổ thuận lợi cho mục tiêu này và một lộ trình cụ thể cho tiến trình hòa bình. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Thụy Sĩ Viola Amherst đã thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh và đồng ý tiếp tục nỗ lực thu hút càng nhiều quốc gia càng tốt. Bloomberg cho biết Thụy Sĩ có kế hoạch mời 80 đến 100 nước tham gia hội nghị. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev có thể đàm phán với Nga sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Theo ông Kuleba, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sẽ thành lập các nhóm và kế hoạch hành động tương ứng với từng lĩnh vực. Hy Lạp đã đưa huấn luyện viên đầu tiên tới Ukraine để đào tạo các phi công địa phương sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Thông tin trên do trang Defense Point đăng tải và được đài RT dẫn lại vào ngày 3 tháng 6. Theo trang này, phi công Hy Lạp có rất nhiều kinh nghiệm là F-16 vì đã sử dụng chiến đấu cơ này nhiều thập kỷ. Liên minh F-16 hỗ trợ Ukraine được thành lập vào tháng 7 năm ngoái tại Hội nghị Thượng đỉnh của NATO, bao gồm các thành viên Bỉ, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển. Hy Lạp tham gia một tháng sau đó. Nhóm này tuyên bố sẽ chuyển giao hàng chục chiếc F-16 cho Ukraine kèm theo những huấn luyện phù hợp. Cùng ngày mùng 3 tháng 6, Hà Lan tuyên bố sẽ không hạn chế Ukraine sử dụng các máy bay F-16 được tài trợ nếu thấy phù hợp. Tạp chí Politico dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, Kaisa Olongrin cho biết, Ukraine được phép sử dụng 24 máy bay chiến đấu F-16 mà nước này dự kiến nhận từ Hà Lan nếu thấy phù hợp. Tuyên bố trên trái ngược với quan điểm của Bỉ, vốn cam kết gửi 30 máy bay chiến đấu cho Ukraine. Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo lưu ý Ukraine chỉ được sử dụng bất kỳ vũ khí nào do Bỉ cung cấp bên trong lãnh thổ của mình. Ngày 3 tháng 6, bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, bà O'Longren nói Không có hạn chế giống như Bỉ, một khi chúng tôi bàn giao F-16 cho Ukraine, chúng sẽ là của họ, để họ sử dụng. Chính phủ Hà Lan chỉ yêu cầu sử dụng vũ khí của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Các quốc gia phương Tây đã giúp đào tạo phi công Ukraine về cách vận hành máy bay chiến đấu do Mỹ thiết kế. Việc bàn giao F-16 được cho là có thể bắt đầu trong vòng vài tháng tới. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen tuần trước cho biết, Ukraine có thể sử dụng 19 chiếc F-16 được tài trợ để làm suy yếu lực lượng Nga bằng cách phá hủy các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga. Giới chức Kiev kỳ vọng công nghệ quân sự của Mỹ sẽ lật ngược tình thế trên chiến trường theo hướng có lợi cho họ. Ngược lại, Nga cảnh báo việc phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là sự căng thẳng tiềm ẩn nguy cơ hạt nhân. F-16 có khả năng triển khai bom trọng lực hạt nhân B-61 của Mỹ. Ông Konstantin Gavrilov, trưởng phái đoàn Nga tại đàm phán viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ngày 3 tháng 6 tuyên bố, việc các nước không thân thiện nỗ lực cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 là vấn đề an ninh rất nghiêm trọng đối với Nga. Vì vậy, trong trường hợp những máy bay này xuất hiện trong không phận Ukraine, lực lượng Nga sẽ bắn hạ chúng. Ông Gavrilov nhắc lại rằng các nước không thân thiện đã được cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Khi được hỏi về vấn đề liên quan đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ning ngày 3 tháng 6 khẳng định, Trung Quốc chưa bao giờ thêm dầu vào lửa nhằm gia tăng căng thẳng. Theo hãng tin Reuters, bà Mao cho biết, Trung Quốc vô cùng coi trọng quan hệ với Ukraine, đồng thời vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Kiev. Bên cạnh đó, Phát ngôn viên Mao Ninh nhấn mạnh quan điểm cởi mở và minh bạch của Trung Quốc đối với hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sắp tới. Bà Mao nói thêm: "Chúng tôi mong rằng Trung Quốc sẽ nhận được sự thấu hiểu và hỗ trợ của tất cả các bên." Động thái trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nỗ lực ngăn cản các nước tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Cụ thể, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên bên lề đối thoại shangri 2024 ở Singapore rằng Trung Quốc đang nỗ lực ngăn cản các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Ông Zelensky cho rằng Trung Quốc là công cụ của Nga, đồng thời cáo buộc Nga sử dụng ảnh hưởng và các quan chức ngoại giao Trung Quốc làm mọi điều để phá hoại hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Theo Tổng thống Zelensky, hơn 100 quốc gia và tổ chức đã đăng ký dự hội nghị và kêu gọi các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham dự ông bày tỏ thất vọng khi một số lãnh đạo quốc tế không đăng ký tham gia sự kiện. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hội nghị cần được cả Nga lẫn Ukraine công nhận, có sự tham gia bình đẳng của mọi bên và thảo luận công bằng về tất cả kế hoạch hòa bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, nếu không, hội nghị khó có thể đóng vai trò thực chất trong khu vực hòa bình, đồng thời cho biết Trung Quốc khó tham dự do công tác tổ chức hội nghị vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu của Trung Quốc và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về xung đột Ukraine dự kiến diễn ra ngày 15-16 tháng 6 tại Lushen, Thụy Sĩ. Ukraine muốn thông qua hội nghị gây áp lực lên Nga và thúc đẩy hòa bình theo sáng kiến của nước này. Giới chức Nga gọi hội nghị này là sự kiện vô nghĩa. Trong khi đó, hội nghị có nguy cơ bị lu mờ nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, không thể tham dự do vướng lịch trình vận động tranh cử. Chưa có dấu hiệu cho thấy ông Biden sẽ dự sự kiện. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ngày 3 tháng 6, đáp trả bài phát biểu của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại đối thoại Shangri-La Singapore, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các nước quanh Biển Đông cảnh giác với lợi ích địa chính trị của Mỹ và duy trì quyền tự chủ để giữ ổn định cho khu vực. Cụ thể, trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Marcos lên án các hành động cưỡng chế, gây hấn và trẻ nét bất hợp pháp trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Ông Marcos cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế trong việc khẳng định các yêu sách của Manila ở Biển Đông và đề cập phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Trong đó, tòa bác bỏ yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh đối với vùng biển này. Bộ này cũng cáo buộc Mỹ đóng một vai trò cực kỳ đáng hổ thẹn khi hỗ trợ Philippines. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mỹ vì lợi ích địa chính trị đã đóng vai trò cực kỳ hổ thẹn khi hỗ trợ hợp tác với các hành động của phía Philippines và lợi dụng vấn đề Biển Đông để kích động căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực. Bắc Kinh cũng ám chỉ rằng chính sách đối ngoại và hoạt động hàng hải của Manila đang phục vụ Washington. Trung Quốc kêu gọi các nước quanh Biển Đông nên hết sức cảnh giác và duy trì quyền tự chủ để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Quốc vừa qua cũng cáo buộc quân nhân Philippines trên tàu chiến, chĩa súng và tàu hải cảnh giám sát tiếp tế nhu yếu phẩm ở bãi cỏ mây. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, có ít nhất hai quân nhân Philippines trên tàu BRP Sierra Madre đóng tại bãi cỏ mây, chĩa súng vào tàu công vụ thuộc hải cảnh Trung Quốc CCG. Hoạt động này diễn ra trong cuộc đối đầu hồi tháng 5. Theo CGTN, kênh tin tức vệ tinh quốc tế thuộc CCTV cho biết, hình ảnh do CCG cung cấp cho thấy ít nhất hai người đàn ông trên BRP Sierra Madre cầm súng trường và chĩa về hướng sĩ quan hải cảnh Trung Quốc. CCTV đăng tải video dài 29 giây. Thời điểm đó, quân nhân Philippines trên tàu chiến BRP Sierra Madre đang nhận hàng tiếp tế được thả bằng dù từ máy bay xuống tàu. Hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và hội đồng an ninh quốc gia Philippines cũng như đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh chưa lên tiếng về vụ việc. Bãi cỏ mây là thực thể nửa nổi nửa chìm trên biển Đông. Từ năm 1999, quân đội Philippines đã sử dụng tàu chiến cũ nát BRP Sierra Madre ủi vào bãi cỏ mây và biến nó thành một tiền đồn duy trì sự hiện diện. Trên tàu có đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Iran vừa qua đã tham gia đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman và các cuộc thảo luận với phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran vẫn diễn ra. Theo AFP Thông tin trên được quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri xác nhận tại một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Liban. Ông Bagheri nêu rõ, chúng tôi vẫn luôn duy trì các cuộc đàm phán và các cuộc đàm phán với Mỹ chưa bao giờ dừng lại. Tuy nhiên, quyền Ngoại trưởng Bagheri, từng là nhà đàm phán hàng đầu của Iran về vấn đề hạt nhân, không tiết lộ thời gian cụ thể của các cuộc đàm phán như vậy. Vào tháng 3, tờ Financial Times của Anh đưa tin, ông Bagheri đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman hồi đầu năm 2024. Trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Trung Đông gia tăng sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas từ tháng 10 năm ngoái, ngay lập tức, ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức đã trình lên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA dự thảo nghị quyết, trong đó bày tỏ quan ngại về những thông tin gần đây về năng lực hạt nhân của Iran. Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo nghị quyết của ba nước nói trên kêu gọi Tehran cung cấp những giải thích đáng tin cậy về dấu vết của uranium được tìm thấy tại hai địa điểm chưa được khai báo ở Iran và đảo ngược quyết định của nước này về việc hạn chế các cuộc thanh sát. Dự kiến, IAEA sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trên vào cuối tuần này. Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi bày tỏ quan ngại về mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan này với Iran trong việc giám sát hạt nhân đã suy giảm nghiêm trọng những năm gần đây. Ông khẳng định sẵn sàng thảo luận với chính quyền mới của Iran sau cuộc bầu cử tổng thống ở nước này vào ngày 28 tháng 6 tới. IAEA cho rằng Tehran đang làm giàu uranium đến độ tinh khiết 60%, con số thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% mà Iran cam kết trong thỏa thuận nước này và nhóm P5-1, gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc, cùng với Đức, ký kết năm 2015. Hồi tháng 11 năm 2022, IAEA đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran khẩn trương hợp tác với cơ quan này trong cuộc điều tra về sự tồn tại của uranium Tại hai địa điểm ở nước Cộng hòa Hồi giáo mà cơ quan này cho rằng vẫn chưa được khai báo. Về phần mình, Tehran lên án nghị quyết năm 2022 coi đây là hành động mang tính chính trị và không mang tính xây dựng. Iran luôn khẳng định nước này hoàn toàn minh bạch trong vấn đề hạt nhân, đồng thời cho biết các hoạt động hạt nhân của mình đều phục vụ mục đích hòa bình và phù hợp với các quy tắc, quy định quốc tế về an toàn hạt nhân theo thỏa thuận với IAEA. Truyền thông Iran đưa tin, một cố vấn an ninh nước này đã thiệt mạng trong cuộc không kích xảy ra vừa qua của Israel vào thành phố Aleppo ở phía bắc Syria, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Saed Abia, một trong những cố vấn của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) ở Syria, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Trước đó, tổ chức đài quan sát nhân quyền Syria cho biết cuộc không kích nói trên của Israel đã khiến 16 người thiệt mạng, bao gồm các chiến binh Syria và nước ngoài. Đây là cuộc tấn công đầu tiên là một quan chức an ninh Iran thiệt mạng. Kể từ khi xảy ra vụ tấn công của Israel nhằm vào khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Syria, khiến căng thẳng giữa Iran và Israel tăng cao. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào quốc gia láng giềng phía bắc kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bùng nổ, chủ yếu nhằm vào các vị trí quân đội và các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả lực lượng Hezbollah. Các cuộc tấn công của Israel vào Syria gia tăng sau khi xảy ra xung đột Israel-Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Mặc dù Israel hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công riêng lẻ ở Syria, nhưng nước này đã nhiều lần tuyên bố sẽ không để Iran mở rộng sự hiện diện tại Syria. Sau nhiều cuộc tấn công từ phía Israel, trước đó, Iran và Pakistan đã ra tuyên bố chung kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có hành động đối với Israel khi cáo buộc Israel đã tấn công các nước láng giềng và cơ sở ngoại giao nước ngoài một cách bất hợp pháp. Động thái trên diễn ra sau chuyến thăm Pakistan kéo dài 3 ngày của cố tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Tuyên bố chung nhấn mạnh trên cơ sở nhận thấy đây là hành vi gây ra sự căng thẳng lớn trong khu vực, vốn bất ổn. Hai nước kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngăn ngừa các hành động tương tự của Israel trong khu vực. Trong chuyến thăm Pakistan, cố tổng thống Iran cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công tiếp theo nào của Israel nhằm vào Iran cũng có thể thay đổi tình hình khu vực. Kể từ sau cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran, thế lực lớn nhất trong khối các quốc gia Hồi giáo dòng CIA, đã trở thành đối thủ không đội trời chung với Israel và một số đồng minh phương Tây của nước này như Mỹ, Anh, dù vậy, Tehran và Tel Aviv hầu như không xung đột trực tiếp, ngoại trừ cuộc tấn công hiệp đồng bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran vào lãnh thổ Israel hồi tháng 4 để đáp trả vụ khu sứ quán của nước này tại Syria bị tấn công. Thay vào đó, Iran đã thiết lập trục kháng chiến, gồm các lực lượng thân Tehran tại Trung Đông, trong đó có Hamas, để nhắm mục tiêu vào Israel và các nước phương Tây. Các nhóm vũ trang CIA được Iran hậu thuẫn tại Iraq gần đây đang tăng cường tấn công bằng tên lửa vào Israel, làm dấy lên lo ngại về động thái trả đũa và khiến gia tăng căng thẳng tại Trung Đông. Dù các quan chức phương Tây và Israel hiện không xem những cuộc tấn công này là mối đe dọa đối với Tel Aviv, tương tự như từ Hamas và Hezbollah, nhưng tần suất tấn công đang gia tăng về số lượng và mức độ phức tạp. Kể từ tháng 5, các loại vũ khí mới như tên lửa hành trình đã được sử dụng thường xuyên hơn, khiến lực lượng phòng không Israel gặp khó trong việc đánh chặn. Mike Nice, thành viên tại Viện Chính sách Cận Đông ở Washington cho biết, cường độ các đợt tấn công của nhóm CIA ngày càng tăng, cùng với đó là việc sử dụng nhiều loại vũ khí tiên tiến hơn. Trả lời phỏng vấn của Reuters, các quan chức Mỹ tỏ ra lo ngại khi các cuộc tấn công của lực lượng Kataib, Hezbollah và Nuzaba ở Iraq có thể sẽ dẫn đến gia tăng căng thẳng trong khu vực. Thậm chí lực lượng Hezbollah tại Liban hay nhóm trục kháng chiến, một mạng lưới lực lượng vũ trang thân Iran cũng lo ngại các cuộc tấn công trên sẽ khiến mọi nỗ lực ngăn chặn gia tăng căng thẳng bị đổ vỡ. Hussein al mosawi người phát ngôn của Nujaba, một tổ chức quân sự thuộc phong trào Hồi giáo CIA tại Iraq, đang thực hiện các cuộc tấn công vào Israel, nói với Reuters những động thái này là để nhằm khẳng định sức mạnh cũng như khiến Israel tốn nhiều chi phí dành cho chiến tranh hơn. Họ sẽ tấn công từ bất cứ khu vực nào miễn là cần thiết. Mosawi cho biết các hoạt động do quân kháng chiến thực hiện sẽ không bị giới hạn bởi ranh giới về thời gian và không gian. Chúng tôi hành động bất chấp mọi hậu quả, miễn là luôn đứng về lẽ phải và công lý. Hồi tháng 4, lực lượng Kataib Hezbollah ở Iraq tuyên bố đối lại các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ đôn trú trong khu vực. Ám chỉ họ đã tập kích căn cứ Mỹ ở Syria. Một bài đăng trên tài khoản Telegram liên kết với Kataib Hezbollah cho biết họ quyết định nối lại tấn công do thấy có ít tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt sự hiện diện của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Iraq. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani trước đó đã trở về sau chuyến công du Mỹ. Thông cáo được đưa ra không lâu sau khi các nguồn tin an ninh Iraq ghi nhận 5 quả rocket được phóng từ thị trấn Juma phía bắc nước này, nhắm vào căn cứ Mỹ ở đông bắc Syria, không có quân nhân Mỹ bị thương trong sự việc. Lực lượng Kataib Hezbollah nêu trong thông cáo, những gì vừa xảy ra không lâu mới chỉ là sự khởi đầu, đồng thời ám chỉ họ đứng sau vụ tập kích. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày mùng 3 tháng 6 điện đàm với Thủ tướng Qatar Tamim bin Hamad Anthony, trong đó ông chủ Nhà Trắng khẳng định Hamas hiện là trở ngại duy nhất cho lệnh ngừng bắn hoàn toàn, trong khi Israel đã sẵn sàng đồng ý với các điều khoản của lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Tổng thống Mỹ kêu gọi Thủ tướng Qatar sử dụng mọi biện pháp thích hợp để đảm bảo Hamas chấp nhận thỏa thuận. Ông Biden cho biết thêm Mỹ, Ai Cập và Qatar sẽ phối hợp để đảm bảo thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Nhà Trắng dẫn lời ông Biden cho biết đây là cơ hội tốt để đạt thỏa thuận và việc Hamas liên tục từ chối thả con tin sẽ chỉ kéo dài xung đột. Được biết, Mỹ đã công bố đề xuất gồm 3 giai đoạn của Israel về ngừng giao tranh tại giải Gaza – trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas cũng ra tuyên bố khẳng định sẵn sàng tham gia một cách tích cực và theo hướng xây dựng với bất kỳ đề xuất nào dựa trên cơ sở về lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza. Việc Israel rút quân, tái thiết Gaza, những người di rời được trở về nhà và thỏa thuận trao đổi tù nhân thực sự nếu Israel tuyên bố rõ ràng cam kết với thỏa thuận như vậy. Tuy nhiên, văn phòng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông không đồng tình với cách trình bày của Tổng thống Biden liên quan đến đề xuất hướng tới thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Theo thủ tướng Netanyahu, việc chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo trong lộ trình đề xuất là có điều kiện nhằm cho phép Israel duy trì các mục tiêu của mình. Tuyên bố của văn phòng thủ tướng Israel nêu rõ, ông Netanyahu đã ủy quyền cho nhóm đàm phán của mình đưa ra thỏa thuận, trong khi nhấn mạnh xung đột sẽ không kết thúc cho đến khi đạt được toàn bộ mục tiêu, trong đó có việc trả tự do cho tất cả các con tin, phá hủy khả năng quân sự và bộ máy của Hamas. Trong một tuyên bố riêng rẽ, quân đội Israel cho biết đã kết thúc chiến dịch ở khu vực Jabalia phía bắc Gaza trong khi tiến sâu hơn vào Rafah ở phía nam Gaza. Các nhà lãnh đạo G7 ra tuyên bố hoàn toàn tán thành và ủng hộ thỏa thuận toàn diện về ngừng bắn và thả con tin mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra, đồng thời kêu gọi Hamas chấp nhận nó. Thỏa thuận này sẽ dẫn tới lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza, thả tất cả con tin tăng cường đáng kể và bền vững hoạt động hỗ trợ nhân đạo để phân phối khắp giải Gaza, chấm dứt cuộc khủng hoảng với lợi ích an ninh của Israel và an toàn dân sự ở giải Gaza được đảm bảo, tuyên bố khẳng định. G7 tái khẳng định lập trường ủng hộ lộ trình hòa bình đáng tin cậy hướng tới giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố của G7 viết, chúng tôi kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận này và Israel sẵn sàng thực hiện. Chúng tôi cũng kêu gọi các nước có ảnh hưởng với Hamas giúp đảm bảo họ sẽ thực hiện như vậy. Trong nhiều tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã từ chối đưa ra mốc thời gian chấm dứt cuộc chiến chống lại Hamas ở giải Gaza, một lập trường mà những người chỉ trích ông coi là chiến thuật chính trị. Nhưng lúc này, ông đã bị đặt vào tình thế khó khăn sau thông báo của Tổng thống Biden về đề xuất đình chiến. Theo tờ New York Times, ông Netanyahu, một người bảo thủ, từ lâu đã phải đối mặt với các lợi ích cá nhân, chính trị và quốc gia. Giờ đây, ông dường như đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa sự tồn tại của chính phủ cứng rắn mà ông đứng đầu và phóng thích con tin ở Gaza với việc đặt bản thân và Israel vào một lộ trình mới, thoát khỏi sự cô lập quốc tế ngày càng tăng. Những người chỉ trích Thủ tướng Israel cho rằng ông là người thiếu quyết đoán. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một kế hoạch ba giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Ngay sau đó, các quan chức Israel xác nhận rằng các điều khoản trong kế hoạch này phù hợp với đề xuất ngừng bắn đã được nội các chiến tranh của Israel phê duyệt nhưng chưa được công khai trước công chúng. Theo kế hoạch trên, giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài trong 6 tuần và bao gồm lệnh ngừng bắn đầy đủ và hoàn chỉnh. Như Hamas rút lực lượng khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza và thả một số con tin bao gồm cả phụ nữ, người già, người bị thương để đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân Palestine. Hơn 100 con tin đã được thả theo một thỏa thuận hạn chế hơn vào tháng 11 năm ngoái. Ước tính có khoảng 125 người vẫn đang bị Hamas và các nhóm vũ trang khác giam giữ ở Gaza, mặc dù hàng chục người được cho là đã chết. Giai đoạn thứ hai được Tổng thống Biden miêu tả là giai đoạn chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Tuy nhiên, theo ông Biden, các cuộc đàm phán để đi đến giai đoạn thứ hai có thể mất hơn 6 tuần vì sẽ có những khác biệt giữa hai bên. Trong giai đoạn thứ hai, tất cả các con tin còn sống sẽ được thả, bao gồm cả binh sĩ Nam. Ở giai đoạn thứ ba, một kế hoạch tái thiết lớn cho Gaza sẽ được triển khai và hai cốt của các con tin thiệt mạng sẽ được trao trả cho gia đình nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại